Chào các em nhé. Hôm nay thầy chỉ hướng dẫn giải một số câu trong cái đề môn đó là câu 72. Thì nội dung của câu hỏi này liên quan đến phần về giải toán về chất bén. Thì để giải quyết được cái giải toán này thì chúng ta ở đây thì bạn đã cho chúng ta là cuộn của biết này. Gồm có cái triglycerid, cái này chất béo y và một cái axit béo x z. Thì chúng ta biết rằng là cái chất béo này có dạng là r CO tất cả ba là C3H5. Còn cái axit béo này thì mà khi mà chúng ta đi xà phòng hóa thì chúng ta thu được hai muối có cùng số nguyên tử carbon và hai cái số gam glycerol. Cho nên đây chúng ta suy nghĩ này, chúng ta sẽ dùng phương pháp là chúng ta sẽ đồng định hóa đồng định hóa của mỗi ít này thành là cái chất đầu dễ đồng định, đó là cái sự ta coi như là đồng định hóa và hydro hóa. Quy nó về cái chất đầu dễ đồng định thành no là C3H5 và cái axit béo no đầu dễ đồng định là acid formic. Đó. Và ở đây thì phần còn lại chính là nó hơn kém nhau của nhóm là H2 và hydro. Bây giờ chúng ta thực hiện hai cái phản ứng đầu tiên là chúng ta cho còn với natri hydroxit thì sẽ thu được là hai muối có cùng số C và cộng cho glycerol là C3H5OH tất cả ba lần. Đó thì dựa vào điều kiện đề bài chúng ta tính được chỗ này là 0.03. Vậy 0.03 thì suy ra được thì chỗ này số mol nào sẽ là 0.03, chắc chắn anh này cũng là 0.03 luôn. Đó, cái khai thác điều kiện. Cái phản ứng tiếp theo là chúng ta sẽ gì đây? Tìm đốt cháy oxy thì chúng ta thu được là CO2 và cộng cho nước. Đó. Số mol oxy ra chúng ta có được là 3.4451. Còn số mol số 2 thu được là 2.43 và nước chúng ta là 2.29. Đó. Như vậy khi đề bài người ta cho chúng ta lượng oxy, biết được số mol của oxy CO2 và số mol nước. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng cái định luật bảo toàn cái khối lượng nguyên tố oxy, chúng ta sẽ tính được là chúng ta sẽ tính được là cái ở đây chúng ta có là sử dụng tính được cái số mol của cái acid formic này, và chúng ta sẽ có được là cái gọi số mol này là ít đi, thì chúng ta có bảo toàn cái oxy thì chúng ta nói số mol chấp nhân cho số lượng oxy có trong một chấp đó thì nó có là 0.03 nhân cho trong một chấp này có 6 oxy này. Đó là số mol của nguyên tố oxy trong cái hợp chất này cộng với số mol của nguyên tố oxy trong cái acid formic là 2 nhân x cộng với gì đây, 2 lần mol của oxy tức là 2 nhân 3.445. Hai 3.445 là tổng số mol nguyên tố oxy trước phản ứng. Phải bằng tổng số mol oxy sau đó. Số mol oxy phản ứng thì gồm có oxy trong CO2 đó là 2 nhân cho 2.43 cộng cho 2.29. Đó. Thì bây giờ từ đó em sẽ dễ dàng suy ra chúng ta chính là bằng 0.04. Như vậy bài toán này chúng ta sẽ
quy về chỗ này chúng ta có được là 0,04. Thì chắc chắn rõ ràng thì cái axit béo này cũng là 0,04 mol. Đó. Nhưng mà về bài toán đó, chúng ta đi tìm là tìm cái khối lượng của y này, mi này trong m gam z là bằng bao nhiêu. Tức là đề bài đó chúng ta cho là tổng cộng là m gam. Đó, bây giờ muốn tìm được, chúng ta đã có số mol thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái công thức của y này. Bây giờ tìm công thức của y, ta thông qua chúng ta tìm, chúng ta sẽ đi tìm gì? Ta biết rằng là phương pháp đồng đẳng hóa thì rõ ràng cái công thức của y này chính là bằng công thức của cái anh này. Wow. Và cộng thêm cái số lượng nhóm CO2 là chúng ta phải tìm, tức là thêm bớt cái số lượng hydro mà chúng ta cần phải tìm. Bây giờ chúng ta để chúng ta tìm được cái số nhóm CO2 và hydro mà mỗi nhóm này, mà mỗi chất này nó cần thêm hay là bớt đi, thì chúng ta thì tất cả đây là a mol đi, chỗ đó là b mol. Chúng ta chỉ cần tìm được a số mol này chúng ta sẽ suy ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ để tìm, chúng ta sẽ bảo toàn ở đây thì chúng ta CH2 và hydro nó liên quan đến hydro và carbon, bảo toàn carbon thì chúng ta sẽ có được là phương trình thứ nhất, đó là số mol carbon cho phản ứng là 0,03 nhân cho 6 cộng cho 0,041 rồi cộng cho A thì nó chính là bằng gì? Số mol của carbon số 4 là tầm bằng số 2 là bằng 2,43, và từ đó suy ra A chúng ta chính là bằng 2,21. Và kết hợp với cái phương trình bảo toàn cái nguyên tử hydro đó, thì chúng ta cũng có được là 0,03 này nhân cho 8 này, 0,03 nhân cho 8 cộng cho 0,04 nhân cho 2 cộng cho 2A cộng cho 2B thì nó bằng là 2,29 nhân cho 2. Đó, ta kết hợp A thay A ở trên vào phương trình dưới, chúng ta suy ra được B chúng ta chính là bằng gì? Âm 0,08. Bây giờ chúng ta đi tìm được cái số lượng nhóm CH2 và hydro mà nó còn thẳng để ghép vào. Bây giờ chúng ta dùng thì cái chất béo ban đầu, glycid ban đầu thì nó chính là bằng cái chất đầu dễ đồng đẳng ra, thì nó phải thêm bớt vào cái nhóm CF2 và hoặc là bớt đi hydro. Ở đây chắc chắn là no thì chúng ta phải bớt đi rồi. Và đây là axit béo. Axit béo đây là ghép nó vào chính là HCOOH cộng với CH2 và cộng hydro. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt số mol đây. Thì bài cho là 0,03 này. Cái này là 0,04 thì chỗ này. Thì bây giờ chúng ta chỉ ghép vào thôi. Phải chú ý ở đây chúng ta vì ở đây là muối. Muối sinh ra đều có cùng số C, cho nên nếu ở đây nó tách ra là nó thêm vào là M nhóm CH2. Đó. Thì chỗ này chúng ta cũng phải là chỗ này chúng ta phải điền là 3 rồi, bởi vì chúng ta có 3 góc CHO thì ta đi thêm 3 nhóm CH2, tức là để nó cùng với cái số carbon ở trong cái axit này. Đồng thời thì nó tách ra nó tách ra bao nhiêu, ở đây chúng ta đặt là x đi, đây là y đi, thì chúng ta sẽ có được tìm x y. Nhưng bộ bây giờ chúng ta chỉ tìm m và x y là xong. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có được là số mol của CH2 chính là 0,09 m, còn số mol này chính là 0,04 m. Như vậy ta có được là số mol của nhóm CH2 ở đây chính là bằng 0,09 m cộng với 0,04 m. Đề bài cho là tính theo phần trên chính là bằng a chính là 2,21. Như vậy tìm m chính là bằng 17. Tương tự như vậy em tính được cái số mol của hydro mà nó tách ra
thì ở đây do là số âm chứ không là người ta trừ ra bao nhiêu phần tử hydro, nên cái chỗ này phải âm thì chúng ta dễ dàng ta có được là 0,03 nx cộng cho 0,04y cộng cho 0,04y là nó bằng là âm 0,08. Thì dễ dàng em chọn ở đây là xy là số nguyên, cho nên x cho là chất bằng không và y chúng ta sẽ bằng là âm 2. Đó, như vậy rõ ràng từ đó dễ dàng suy ra được là cái chất x chúng ta ban đầu nó là khá là gì. Ở đây nó thêm vô là cộng thêm 17 nhóm CF2 thì có nghĩa là cái chất đầu, chất ban đầu chúng ta cái y chúng ta chính là C17 đúng không? F35 vì ở đây là nó no rồi. COO tất cả 3 lần. À, C3H5 thì với số mol chúng ta chính là 0,03. Và cái chất Z ban đầu chúng ta ra chính là cái C17H bao nhiêu, vì đó nó trừ ra trừ 2 hydro có nghĩa là nó tách ra là 2 hydro, cũng như là chỗ này sẽ là C17H31 COO F, chỗ này là 0,04. Nhưng mà đề bài chúng ta chỉ cần yêu cầu tìm MI thôi thì có MI chính là bằng 0,03 nhân cho 890 là cái mol lớn bên này thì chúng ta kết bằng là 26,7 gam. Đó, như vậy chúng ta kết thúc cái câu số 27 ở đây nhé.